Thưa quý vị, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành vào tháng 5 vừa qua, thì hàng nghìn hộ dân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thuộc diện nằm trong vùng quy hoạch của dự án này đã mong mỏi dự án nhanh chóng được triển khai để người dân có thể yên tâm sớm ổn định cuộc sống. Xã Suối Chầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một trong những nơi phải giải tỏa để phục vụ cho dự án xây dựng sân bay Long Thành. Theo chính quyền địa phương, một thời gian dài người dân nơi đây không ai dám đầu tư sản xuất trồng trọt chăn nuôi mà chỉ làm ăn tạm bợ do quy hoạch treo. Dự án này là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian khá lâu, khoảng 10 năm nay, là nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Ví dụ như là về cái nhà cửa hư hỏng nặng thì bà con nhân dân chỉ dám sửa chữa thôi chứ không dám xây dựng mới. Bên cạnh đó thì cái việc mà chuyển đổi giống cây trồng, ví dụ như có những cái cây trồng mà nó mấy chục năm nay rồi, đến thời điểm này nó đã lão quá rồi, bà con muốn chuyển đổi giống cây trồng cũng không dám, mà vì lý do là sợ là sau khi chuyển đổi thì sẽ tiến hành đền bù giải tỏa thì cái cây mới thì không làm sao bằng cái cây cũ. Hàng chục năm qua, những người dân này đã quen với cụm từ quy hoạch treo, cuộc sống hết sức khó khăn. Với họ, điều cần thiết bây giờ là bồi thường thỏa đáng cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án để họ sớm tái định cư cũng như sớm chuyển đổi nghề, có việc làm nhằm ổn định cuộc sống. Cái mong muốn chung tôi cũng như những người đồng trang lứa họ nói là thôi thì nhà nước làm thì cứ bồi thường, chỉ chỗ cho chúng tôi cắt nhà chúng tôi ở để chúng tôi ổn định chúng tôi làm ăn. Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phương án bồi thường giải tỏa sẽ được chia làm hai giai đoạn với tổng diện tích thu hồi gần 5.000 hectare. Theo đánh giá của địa phương thì đây là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Vâng, một trong những khó khăn phức tạp nhất hiện nay khi triển khai dự án sân bay Long Thành đó là công tác giải phóng mặt bằng và cần có cơ chế đặc thù với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bố trí tái định cư, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Đây là nội dung nổi bật được bàn luận sôi nổi tại hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Báo Lao động tổ chức vào sáng nay 30 tháng 10 tại Hà Nội. Hội thảo cũng đã tham vấn các ý kiến cũng như là đề xuất hướng giải quyết để sân bay Long Thành đủ điều kiện khởi công xây dựng vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 như kế hoạch đã đề ra. Tại hội thảo sáng nay, đại diện tỉnh Đồng Nai đã khẳng định địa phương này đang rất muốn đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư khi triển khai dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tổng số vốn để thực hiện công tác này cần khoảng 13.000 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Trước mắt giai đoạn 1 cần 5.000 tỷ đồng. Đây là một trong những khó khăn mà tỉnh Đồng Nai đang cần tháo gỡ ngay để kịp tiến độ. Toàn bộ các cái vốn giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư nó sẽ nằm trong cái vốn đầu tư của dự án. Nhưng mà trong cái lúc này ấy, thì nếu như mà phải giải phóng mặt bằng ngay thì mới kịp tiến độ khởi công dự án. Thì chắc chắn ấy, là tỉnh sẽ phải làm việc với các bộ ngành trung ương và đề nghị xin ứng vốn, ứng vào để làm trước. Còn sau khi ấy, khi mà thực hiện các cái việc mà đầu tư quyết toán của các cái dự án thì nó sẽ được phân bổ lại. Theo ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo, trong thời điểm ngân sách còn eo hẹp như hiện nay, việc huy động vốn là cần thiết. Việc huy động này phải dưới nhiều hình thức để làm sao bài toán kinh tế hiệu quả nhất trong giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành, đảm bảo đúng tiến độ, không phá vỡ kế hoạch xây dựng sân bay này. Tại sao chúng ta không nghĩ ra một cái việc phát hành một cái loại trái phiếu, phát hành một cái loại tín phiếu mang tên là đầu tư dự án sân bay Long Thành, và cái nhà đầu tư chính là những cái hộ dân đó, họ có thể mua trái phiếu đó, họ có thể mua tín phiếu đó, đương nhiên là họ phải cần nhận một cái số tiền mặt, chẳng hạn như họ đền bù được 5 tỷ đồng thì tại sao họ không nhận đi 2 tỷ chẳng hạn hay 1 tỷ, và phần còn lại họ có thể mua trái phiếu này, mua tín phiếu này với thời gian là 3 năm, 5 năm và được hưởng một cái lãi suất nào đó vân vân. Thì hiện nay Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ để xin được phép tách cái dự án đền bù giải phóng mặt bằng ra để làm trước. Bởi vì việc này ít nhất cũng phải trong 3 năm. Nếu mình chúng ta triển khai quyết liệt từ đầu năm 2026 thì đầu năm 2028 chúng ta có đất sạch để xây dựng sân bay Long Thành. Và đảm bảo để 2023 ta mới có sân bay Long Thành 20 triệu khách một năm để giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất cũng như cái hệ thống sân bay khác trên toàn quốc.
Có thể thấy, việc tạm ứng cũng như huy động vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phục vụ dự án xây dựng sân bay Long Thành đang rất bức thiết. Nếu chuẩn bị đủ nguồn vốn này ngay trong năm nay thì mới có thể triển khai các bước tiếp theo của dự án này.